Vâng, hãy dành cho Phương Trang những tràng pháo vỗ tay thật lớn đầu tiên nào. Một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin nhắn tin cho bố Dương ở đâu trở về sân khấu để đón con Trần Duy Hà nhá. Vâng, hãy dành cho Phương Trang những tràng pháo vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Vâng, những động tác rất kỹ thuật trên sân khấu và Phương Trang đang biểu diễn dành cho quý vị đón xem. Một tiết mục đã đạt giải huy chương vàng trong liên hoan siếc toàn quốc tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Và những tiết mục rất kỹ thuật, những động tác rất kỹ thuật trên sân khấu mà Phương Trang đang liên tục biểu diễn trên sân khấu dành cho quý vị đón xem. Và ngay bây giờ thì sẽ là hơn 50 chiếc vải. Và trước khi Phương Trang làm thành công động tác này, quý vị hãy dành cho Phương Trang một tràng pháo vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Vỗ tay thật lớn lên nào. Ngay bây giờ thì bắt đầu nào. Hãy dành cho Phương Trang một tràng pháo vỗ tay thật lớn lên nào quý vị ơi. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Wow, những tiết mục rất kỹ thuật để phát trên sân khấu, Phương Trang đã biểu diễn thành công. Hãy dành cho Phương Trang một
một tràng pháo tay thật lớn lên quý vị ơi. Và những màn biểu diễn rất nghệ thuật, rất kỹ thuật, rất khéo léo của Phương Trang đã thành công.